Chào mừng các bạn đến với kênh BMBT Channel, kênh nông nghiệp và giải trí. Ứng dụng năng lượng mặt trời để tạo ra các thiết bị thông minh, phục vụ vào sản xuất và đời sống. Chào mừng các bạn nha. Hôm nay dịch bệnh không có làm gì. Mình đang xây hàng rào. Các bạn nghỉ dịch ở nhà có làm gì không? Sẵn tiện rảnh rỗi thì hôm nay mình sẽ trồng cây đinh lăng, nhân giống cây đinh lăng và tưới thử dung dịch thủy canh cho cây, thử xem nó có chết không vậy các bạn. Cây này thì nó có rất nhiều công dụng. Củ của nó có thể ngâm rượu và lá của nó cũng có thể sử dụng được luôn. Cây đinh lăng thì có hai loại nha các bạn. Một loại là lá nhuyễn và một loại là lá to hơn. Cây phía trước các bạn nhìn thấy là loại lá nhỏ. Và bên đây là đinh lăng lá to. Cây lá to thì nó sẽ nhanh lớn hơn. Có thể là nhanh lớn hơn gấp đôi so với cây lá nhuyễn. Cây này nhân giống khá là dễ, chúng ta chỉ cần cắt một đoạn thân và cắm xuống đất sau một khoảng thời gian thì nó sẽ bén và sinh trưởng phát triển. Hai chai này là dung dịch thủy canh nha các bạn. Loại này mình mua là loại bột về mình tự pha ra. Thông thường dung dịch thủy canh thì họ sẽ chia ra dung dịch A và dung dịch B. Chúng ta sẽ pha với một tỷ lệ nhất định. Khi chúng ta sử dụng thì chúng ta kết hợp cả hai lại với nhau. Rồi bây giờ mình sẽ lấy kéo tỉa bớt một số nhánh đinh lăng để có thể đem đi nhân giống nha các bạn. Chúng ta chỉ cần cắt một đoạn như thế này và ghim xuống đất thôi. Công việc chỉ có vậy, rất đơn giản. Cây này có khá nhiều công dụng nha các bạn. Lá của nó có thể chấm cá được luôn. Ăn cũng khá là ngon, có mùi vị đặc trưng. Ngoài ra thì bạn nào thích chơi bonsai thì vẫn có thể sử dụng cây này. Khá là đẹp và bắt mắt. Mình thì rất thích trồng cây, không biết có bạn nào giống mình hay không. Nhưng mà hay lười, làm biếng lắm. Thích trồng những cây nào mà nó đơn giản thôi. Nào muốn trồng cây mà không muốn chăm sóc nhiều thì tham gia team của mình. Sẵn rồi bấm like và đăng ký kênh của mình luôn nha các bạn. Theo dõi các video tiếp theo. Sắp tới mình sẽ làm vàng bán thủy canh, trồng rau má và các loại rau khác nữa. Rất là thú vị luôn. Các bạn nhớ đón xem nha. Ngoài kia là hàng rào của mình đang xây đó các bạn. Vẫn còn dang dở. Mình đang thiết kế cái sân vườn lại, lắp đèn, sử dụng năng lượng mặt trời luôn. Cũng khá nhiều rồi, mình trồng thôi. Trồng xong mình sẽ tưới dung dịch thủy canh vào luôn. Thử xem nó có chết không nha các bạn. Đừng cười nha, ai mà đi tiên phong không bị cười bao giờ. Đó vậy thôi, chứ tưới thì mình nghĩ là nó sẽ sống bình thường thôi.
Tuy nhiên thì tốc độ sinh trưởng của nó không biết nó có nhanh hay không. Mình nghĩ là chắc chắn nó sẽ nhanh hơn bình thường thôi. Mai mốt mình trồng rau cũng vậy, để cho cây rau sinh trưởng và phát triển tốt hơn, nhanh hơn. Đặc biệt là nó sẽ an toàn hơn. Rau khi mình trồng thủy canh á, thì nó sẽ có nhược điểm là nó sẽ mau héo và cây rau không đầy đủ vi chất. Khi mình trồng bán thủy canh có giá thể á, thì nó sẽ cung cấp đầy đủ hơn, cây rau sẽ chất lượng hơn. Đặc biệt là tốc độ sinh trưởng nó sẽ nhanh hơn. Và nhẹ công chăm sóc, đặc biệt là cây cỏ, mình sẽ kiểm soát tốt nó. Rồi, và cuối cùng mình đã tưới cây xong. Sẵn tiện còn dùng một ít cho rau má hương ké luôn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để xem thành quả của mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.